Một sự kiện khác cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua, đó là những diễn biến trong phiên tòa xét xử vụ công ty Pharma Việt Nam kinh doanh thuốc ung thư giả. Nhưng trước khi bàn vào sự kiện này thì có một chuyện khác Xuân Phương muốn được hỏi ý kiến của ông Phạm Minh Hoàng. Đó là việc mà bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra đề nghị là đổi tên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Sức Khỏe. Từng là một giảng viên đại học, không biết ông Phạm Minh Hoàng nghĩ sao về sáng kiến này của bà Bộ trưởng thưa ông? Tôi nghĩ là không phải chỉ có tôi, rất là nhiều người họ thấy đây là một cái đề nghị khôi hài, mặc dù bà Kim Tiến đã nhiều lần bà khẳng định đây là một đề nghị hoàn toàn là chính đáng và là đúng, chứ không có cái tính là khôi hài hài hước gì cả. Nhưng mà tôi thấy nó không ổn, bởi vì nếu mà chúng ta thay đổi cái chữ y dược thì chúng ta phải đổi nhiều thứ lắm. Thứ nhất là cái bộ y tế có nên là bộ đổi thành là bộ sức khỏe không, rồi đâu phải là chỉ có trường y đào tạo bác sĩ đâu, đâu phải trường y dược đâu, ở Sài Gòn có tới 4 hay 5 trường đào tạo bác sĩ, chúng ta có phải đổi những cái trường đó hay không? Rồi còn những cái trường cao đẳng, tức là đại khái nó một 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 mớ bùng nhùng rất là phức tạp. Thì theo tôi nghĩ là cái việc đổi để vận hành là cái điều không cần thiết. Chúng ta cứ giữ tên Đại học Y Dược được, và chúng ta những cái khoa ở dưới thì chúng ta cũng để nó vận hành như bây giờ. Tôi thấy không có cái lý do gì để nó ngăn cản cái sự phát triển, mà bà ta nói là nếu mà chúng ta không đổi thì chúng ta sẽ tụt hậu, thua cả Lào và Campuchia nữa, thì thực sự tôi không hiểu được nó tụt hậu ở chỗ nào nếu mà chúng ta đổi cái tên trường thôi. Đó, thì đó là một vài ý kiến của tôi, và tôi nghĩ là cho đến ngày hôm nay thì cái việc này cũng đã từ từ nó chìm rồi, và người ta không coi đó là một cái ưu tư nữa, và có lẽ cái việc đổi thì sẽ không thực hiện đâu. Trong câu chuyện này, điều khiến Xuân Phương thấy đáng lo, đáng buồn, đó là bà Kim Tiến đã bày tỏ lo lắng là nền y tế Việt Nam bị tụt hậu so với Lào và Campuchia. Khác nào bà ta thừa nhận sự điều hành yếu kém, tồi tệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy chục năm qua. Vâng, để trở lại với câu chuyện về phiên tòa xét xử công ty Pharma Việt Nam kinh doanh thuốc ung thư giả, thì trong số 12 bị cáo có một số giới chức lãnh đạo của Bộ Y tế. Phải nói là dư luận đã rúng động bởi tính cách nghiêm trọng của sự việc cũng như những hành động phải gọi là bất nhân của các bị cáo. Theo ông Hoàng thì đâu là những điểm nghiêm trọng cần chú ý trong vụ án này? Vâng, trước hết tôi xin nhắc lại đây. Cái việc này nó không phải là bắt đầu mới đây, cho đến ngày hôm nay nó kéo dài đến 8 năm rồi. Thứ hai nữa là cái việc này đã mang ra xử rồi. Người ta đã xử vào năm 2017, nghĩa là 6 năm sau cái việc này nó bị nổ ra, thì 6 năm sau người ta mới xử. Tôi nghĩa là cái thời gian chuẩn bị, nghĩa là cái thời gian điều tra cũng rất là lâu. Tuy nhiên, sau khi xử phúc thẩm, nghĩa là đã xử một lần sơ thẩm rồi, phúc thẩm này, thì ở tòa họ mới thấy là còn rất là nhiều chuyện nó còn nhùng nhằng lắm, còn rất là nhiều cái tình tiết chưa được tìm ra, họ mới trả lại, họ hủy cái phiên tòa này, họ trả lại để điều tra. Và sau khi điều tra đó thì họ mới thấy là có những cái chuyện mà phải nói là làm cho dư luận phải rúng động. Lúc đó người dư luận mới biết chứ, họ nếu mà họ có xử như 2017 thì có lẽ là chả ai biết đâu. Dư luận nó rúng động là như thế này. Thì thứ nhất đó là cái công ty VN Pharma đó là do một một người tên là người Nguyễn Minh Hùng, là ông là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty này. Thì ông ta trúng thầu để nhập những cái loại thuốc ung thư về. Họ thay vì nhập cái thuốc tốt từ từ Pháp thì họ đi nhập cái thuốc tạm gọi là thuốc giả, và họ yêu cầu những cái người tay chân của họ làm chứng từ giả để nâng cái hộp thuốc đó đang từ 27 đô la lên 75 đô la. Và sau đó họ mang về họ bán ở Việt Nam. Đối với tòa đó, đây là một hành vi thực sự là nghiêm trọng, bởi những người làm cái việc này đều là những người trong ngành y tế. Không thể nói là những người này không biết có loại thuốc là thuốc gì. Cái cơ quan điều tra của Việt Nam thì để xác định được cái nguồn gốc đó, họ đã liên hệ với lại tòa đại sứ của Canada. Và tòa đại sứ Canada họ đã khẳng định là trong nước của họ không có cái công ty nào tên là Helix cả. Và sau đó họ điều tra ra, họ thấy những người này, công ty VN Pharma, họ mua thuốc bên Ấn Độ. Và tòa đại sứ Ấn Độ ở Sài Gòn, xin lỗi, ở Hà Nội, họ cũng đã xác nhận cái chuyện đấy.
Thì nói tóm lại, đây là một việc mua thuốc giả để bán cho người bệnh ở trong nước với một cái giá cao ngất ngưỡng. À, họ xác định đây là cái việc xài thuốc giả chứ không phải một kiểu như là lầm lẫn, à, như là một số bị cáo họ đưa ra tại họ nói là tôi họ lộn thuốc, họ không có đánh giá được cái đó là cái thuốc mà không có đáp ứng nhu cầu cho người bệnh, nhưng mà tòa đã bác rồi. Và theo bộ luật của Việt Nam thì cái tội danh này ngày xưa đã họ chỉ kết án tạm gọi như giả mạo con dấu để nâng khống giá lên, nhưng mà bây giờ họ thay đổi là đây là buôn lậu thuốc giả, mà đã buôn lậu về thuốc giả nó liên quan đến sức khỏe của người dân thì cái tội này nó tương đối là nặng. Mà họ đã đề nghị, cái viện kiểm sát đề nghị là mức án là từ 13 đến 14 năm tù cho những người cấp bình thường, và cho ông Nguyễn Minh Hùng là người cao nhất tới 20 năm tù. Thì họ dự trù là sẽ kết án phiên tòa, kết thúc phiên tòa là ngày 30 tháng 9. Phải nói là hậu quả của việc bán thuốc ung thư giả rất là nghiêm trọng. Gia đình của bệnh nhân đôi khi phải vay mượn tiền, phải bán đất, bán nhà để có tiền mua những hộp thuốc đắt đỏ. Vậy mà người thân của họ vẫn không được cứu chữa. Như vậy thì những bản án 13 năm, 15 năm hay cả 20 năm tù, theo ông Hoàng, có xoa dịu được những mất mát này hay không? Và quan trọng hơn nữa là có giúp để mà tệ nạn buôn bán thuốc giả sẽ không còn xảy ra nữa hay không, thưa ông? Tôi trả lời ngay là không. Bởi vì cái việc này, tôi xin được phép nhắc lại, cái việc này nó bắt đầu từ năm 2011 rồi. Từ 2011 cho đến ngày hôm nay là một thời gian rất là dài, mà cái tình hình nó không có cải thiện một chút nào hết. Tuy nhiên đây không phải lần đầu. Tôi còn nhớ tôi tìm trên mạng ấy, thì từ năm 2003 rồi nó xảy ra cái vụ của cái công ty nó công ty là Iteco. Và 2004 ấy, là nó xảy ra một cái công ty là Zuelic Pharma. Tôi xin được lòng vòng để tôi nói là cái tình hình sẽ không được cải thiện, không được cải thiện là như thế này. Bởi vì cái nguồn lợi nó lợi nhiều quá đi. Vì những cái công ty này nó họ móc ngoặc với những cái công ty dược phẩm ở nước ngoài, họ để họ mua thuốc. Thì cái công tại sao tôi nói là móc ngoặc, tại những công ty dược phẩm ở nước ngoài sẽ cho họ một số tiền lời, nghĩa là khoảng từ 10 đến 15% nếu mà mua thuốc của họ. Thì lúc mà nhập về đó thì cái công ty VN Pharma này sẽ liên hệ với các nhà sản xuất ở trong nước để phân phối. Và nước và người nào mà muốn phân phối thuốc của họ lại phải trả thêm một số tiền từ 10 đến 15% nữa. Tuy nhiên, cái khủng khiếp nhất đó, mà cái đáng trách nhất đó, là khi những cái công ty dược phẩm này, công ty phân phối bán lẻ này đó, họ đến họ bán cho các nhà thương, thì họ lại đòi các nhà thương đó phải trả họ một số tiền. Là đại khái là họ đưa cho họ một số tiền họ mới bán thuốc. Nhưng cái khốn nạn, tôi xin lỗi xài cái chữ đó là khốn nạn tột cùng đó, là họ sẽ thương lượng với các bác sĩ. Các bác sĩ nếu mà các bác sĩ nếu mà ký theo những cái thuốc mà đặt các bạn gọi là ký những cái đơn thuốc thì họ sẽ trả lương cho bác sĩ, trả công cho bác sĩ từ 4-50% trên cái giá thuốc. Thì từ nãy giờ tôi mà cộng lại thì tôi có thể nói là cái số tiền có thể lên đến gấp đôi rồi, là 100% rồi. Thì cái nhiều bác sĩ cho đến ngày hôm nay họ sống về cái đồng lương, họ không có quan tâm cái thuốc họ cho bệnh nhân nó là cái gì, họ quan tâm cái hoa hồng mà họ được chiết khấu, tức là họ lãnh được bao nhiêu tiền trên cái toa thuốc của họ. Phải nói đây là cái điều cực kỳ khốn nạn, và các bác sĩ mà nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ là cái nền y tế của Việt Nam sẽ không bao giờ tiến bộ lên được trong việc. Bây giờ bà bộ trưởng bà có muốn thay đổi 10 cái tên đi chăng nữa, Việt Nam cũng sẽ tụt hậu hơn cả Lào và Campuchia. Bởi vì làm sao? Bởi vì các bác sĩ họ đã quên cái lời thầy Hippocrates là họ lo cho bệnh nhân. Mà bây giờ họ không lo cho bệnh nhân, họ chỉ lo cho cái đồng tiền và cái hoa hồng của họ. Tôi còn nhớ có một bài báo họ nói là trong các bệnh viện có tới 40% những bác sĩ họ chỉ nghĩ vấn đề này. Họ kêu đây là những bác sĩ thương mại. Và thậm chí có những bệnh viện họ tới 80% những bác sĩ thương mại. Thì tôi không hiểu là bệnh nhân đó, họ sẽ được chữa trị như thế nào. Và cái tai họa là như thế này. Cái tai họa là có một lần có một nhà báo họ mới đi tìm, thì mà thấy cái giá thuốc cùng sản xuất ở Pháp là do nhà bào chế Sanofi. Ở bên Ai Cập họ mua ở Sanofi bên Pháp một cái hộp thuốc nó bán là 180 đồng Việt Nam, hoán chuyển ở Việt Nam.
thì ở Việt Nam họ bán 7.000 đồng, nghĩa là 38 lần nhiều hơn ở bên Ai Cập. Cuối cùng là người Việt Nam sẽ lãnh đủ. Người Việt Nam sẽ lãnh đủ thôi. Để trở lại câu hỏi của chị là tình hình có thay đổi hay không? Tôi xin đưa ra một cái dữ kiện này, phải nói rất là đáng buồn, là năm 2003, là cách đây đã 16 năm, Bộ Y tế Việt Nam có mời hai chuyên gia của Úc về để đánh giá lại cái tình trạng thuốc men ở Việt Nam, tình trạng mà lưu hành phổ biến thuốc ở Việt Nam, phân phối thuốc ở Việt Nam. Thì hai chuyên gia này sau 2-3 tuần gì đó họ đi họ nghiên cứu hết, thì họ bảo là cái vấn đề thuốc men ở Việt Nam nó cao, giá thuốc ở Việt Nam nó cao bởi vì vấn đề hoa hồng của bác sĩ. Bác sĩ bây giờ nếu mà ăn hoa hồng cái kiểu này thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ chết. Cái chuyện này nó đã kéo dài từ bao nhiêu năm nay rồi, nó kéo dài từ 20-30 năm nay rồi, và không phải lần đầu tiên mà nhà nước hứa là sẽ giải quyết. Cũng năm 2004, sau khi hai cái chuyên gia này họ đưa ý kiến, thì cái ông mà cục quản lý dược, ông tên là ông Cao Minh Quang, ông cam kết là sẽ bình ổn giá thuốc. Ông cam kết từ 2004 rồi, cho đến ngày hôm nay giá thuốc không hề bình ổn, giá thuốc nó vẫn cao ngất ngưỡng và người ta vẫn phải mua với thuốc cực đắt và khốn nạn hơn nữa, và chúng ta không biết cái thuốc là thuốc thật hay thuốc giả. Vậy thì trách nhiệm của các lãnh đạo trong Bộ Y tế ở đâu trong vụ này? Theo các phát biểu của các cơ quan điều tra cũng như là của chính phủ, thì nói nhất định cái việc này nó phải nằm trong tay của Bộ Y tế. Cái việc này đã xảy ra được mười mấy năm rồi. Thời đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà vừa lên nắm chức Bộ trưởng vào tháng 8 năm 2011, thì vài tháng sau nó xảy ra cái vụ VN Phạc Ma. Tuy nhiên với tư cách của bà Bộ trưởng Bộ Y tế, chắc chắn bà phải có trách nhiệm cấp những cái giấy phép nhập thuốc. Trách nhiệm của bà ta là một, trách nhiệm của người đi trước bà ta là bác sĩ Ngô Quốc Triệu, là cả hai người này đều phải tạm gọi như là phải đều trách nhiệm với chuyện này. Dĩ nhiên cái ông cục trưởng cục quản lý dược phẩm ở Việt Nam là phải trách nhiệm trước tiên. Tuy nhiên cái người cấp phép là bà ta là Bộ trưởng Bộ Y tế, chắc chắn phải có trách nhiệm cái việc này. Tuy nhiên cái điều mà tôi cũng rất là ngạc nhiên là cách đây cũng khoảng như ngày cách hôm nay 27, cách đây vừa mới còn chừng 6 ngày thì bà cũng đã rất là bình tĩnh, bà nói là bà tin tưởng pháp luật. Và tôi nghĩ là cái câu mà tôi tin tưởng pháp luật thì ai cũng có thể nói được hết. Thì bà có vẻ là bà rất là vững, bà tin tưởng là bà sẽ không có bị khiển trách gì cả. Tuy nhiên chúng ta chờ đợi coi, chúng ta chờ đợi để xem pháp luật Việt Nam họ xử như thế nào. Và còn một cái điều nó cũng không kém phần quan trọng mà báo chí họ phanh phui ra. Cái việc này nó xảy ra do công ty VN Phạc Ma. Và ông phó tổng giám đốc công ty VN Phạc Ma đã từng là em chồng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Thì cho nên ngoài cái vấn đề là trách nhiệm của một bộ trưởng, bà ta cũng có thể là vì trách nhiệm về cái liên hệ gia đình. Và gần đấy nữa, tôi lại quên một điều nữa, là bà ta vừa phong cho con của bà ta làm phó viện trưởng viện Pasteur. Thì nói tóm lại, những cái gì xảy ra trong thời gian vừa qua thì tôi nói là nếu mà nước mà bị một nước bình thường thì có lẽ là bà Kim Tiến, bà Bộ trưởng Y tế không thể nào ngồi được một cách vững vàng như vậy. Chắc chắn bà sẽ bị kỷ luật. Nhẹ lắm thì bà cũng phải bị tạm gọi như giáng chức, nặng hơn bà có thể chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay rất tiếc chúng ta chưa thấy gì việc nó xảy ra. Sư Phương xin được nói thêm là con trai của bà Kim Tiến cũng từng là cố vấn cho công ty Phạc Ma Việt Nam. Và có tin đồn nói rằng là bà Kim Tiến được xem như là người nhà của ông đốt lò Nguyễn Phú Trọng, cho nên không sợ bị trở thành củi. Và nghe đâu là tên của bà cũng đã được đưa vào danh sách Bộ Chính trị của Đại hội Đảng 13. Vâng, chỉ là tin đồn nói cho vui thôi. Trở lại với câu chuyện của chúng ta. Theo như ông Hoàng vừa nói thì tệ nạn buôn bán thuốc giả cũng như những tắc trách trong nền y tế đã kéo dài từ nhiều năm nay. Và ông tỏ ra khá bi quan về cách giải quyết của nhà nước. Vậy thì theo quan điểm của ông Hoàng, người dân Việt Nam sẽ phải tiếp tục chịu đựng những bất công này hay sao? Hay là có cách nào để mà ép buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải giải quyết một cách thỏa đáng hay không? Khi trả lời câu hỏi này thì tôi mới được biết nghe chị Xuân Phương nói là ông ta đã, bà Kim Tiến đã được trên danh sách đưa vào chấp hành trung ương của khóa mới, khóa tới. Nó có đúng hay, nó đúng hay sai thì tôi chưa biết. Thì mình chỉ đợi xem thôi. Nhưng mà như tôi vừa trình bày thì với những cái gì mà nó xảy ra trong suốt thời gian cầm quyền của bà cho đến nay đã là 8 năm rồi,
chúng ta thấy là những cái gì nó liên quan đến lĩnh vực y tế thì chúng ta phải, chúng ta không có lý do để chúng ta lạc quan được. Lãnh đạo của Bộ Y tế đã hứa là sẽ giải quyết cái vấn đề bệnh viện quá tải. Thì bệnh viện quá tải cho đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ là nói mà giải quyết được một phần hoặc là một nửa phần thì tôi cũng không bao giờ tự tin hết. Tôi thời gian tôi ở Việt Nam tôi đã từng lê la, tôi nói chuyện với những ông giữ xe ở bệnh viện Chợ Rẫy, là một bệnh viện phải nói lớn nhất ở Việt Nam. Thì ông ta cho biết là ở bệnh viện Chợ Rẫy là có những ngày số bệnh nhân đến khám là tới 9.000 người. Tôi không hiểu bệnh viện nào trên thế giới có thể chứa được 9.000 người. Chúng ta đừng quên là ở Việt Nam một người bệnh nó lôi theo nó khoảng chừng 3-4 người đi theo. Thì cái việc mà 9 người bệnh nó kéo theo và gần 30.000 người của chung quanh cái bệnh viện Chợ Rẫy thì nó tạo ra nhiều cái áp lực cho không chỉ riêng bác sĩ mà áp lực cho cả chính quyền địa phương. Thì cái chuyện mà hai giường nằm 3 hay là 4 người và bệnh nhân nằm lan tràn ở dưới đất cho đến ngày hôm nay là cái chuyện tôi nghĩ là không có ai chối cãi được, không có ai phủ nhận được. Thì trong suốt thời gian mà bà Kim Tiến và làm Bộ trưởng Bộ Y tế thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì nó liên quan đến vấn đề những vấn đề y tế nó không có được cải thiện và càng lúc nó càng tệ hơn nữa. Bà nắm quyền vào năm 2011 cho đến ngày hôm nay chưa giải quyết được cái vụ VN Phạc Ma. Cái vụ VN Phạc Ma nếu mà đào ra thì chúng ta tôi thấy càng lúc nó càng trầm trọng. Mọi người đừng quên là trong cái vụ này có liên quan đến một thứ trưởng Bộ Y tế, ngay cả một thứ trưởng Bộ Y tế mà còn đứng ra để buôn lậu thuốc giả thì tôi không hiểu là nó còn cái quy củ có trật tự gì nữa không. Thôi thì chúng ta bây giờ sẽ trở lại cái chuyện đó. Chị vừa hỏi là người dân có phải chịu đựng đến bao giờ, thì tôi nghĩ là người dân sẽ phải chịu đựng khi nào họ dám đứng lên thôi. Chứ nếu mà đến ngày hôm nay nếu mà họ vẫn âm thầm mà chịu đựng, họ phải chấp nhận cái chuyện mà ba sản phụ nằm trên hai cái giường, họ vẫn phải chịu cái chấp nhận cái giá thuốc nó cao gấp 38 lần ở Ai Cập. Thì tôi nghĩ nếu một ngày nào mà người dân mà còn chịu đựng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ chịu đựng suốt đời thôi. Thì phải có đến một lúc nào người dân phải có những cái hành động, là tôi không dám nói là bạo lực gì cả, nhưng mà tối thiểu phải đứng lên, phải đòi hỏi những cái quyền lợi, cái quyền được chữa bệnh, cái quyền được hưởng những cái tạm gọi những cái tiện ích trong cái đời sống xã hội văn minh hiện đại ngày hôm nay. Thì cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày nào mà người ta còn vẫn là thụ động thì chúng ta phải vẫn là chấp nhận thôi. Những cái gì mà chúng ta đang chịu đựng thực sự là không thể nào chấp nhận được. Người nghèo trong xã hội thì chúng ta rất là đông, mà cái họ phải mua thuốc bỏ tiền, vừa phải chịu đựng đau đớn về cái tình trạng sức khỏe mà họ không có gì chắc chắn là cái bệnh của họ sẽ được tạm gọi như giải quyết, được xử lý một cách tốt đẹp. Bởi vì cái hàng ngũ mà 80% là bác sĩ thương mại như tôi vừa trình bày, bởi vì giá thuốc nó cao ngất ngưỡng, thì cho đến ngày nào mà họ còn vẫn yên lặng thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Và cho dù không phải là bà Kim Tiến có thay đổi bằng một người khác đi chăng nữa thì tình hình sẽ không thay đổi, tại vì vẫn là một cái đảng độc tài nó cai trị. Và nếu mà đảng độc tài này cai trị thì cũng như là đã 60 năm qua thôi, và chúng ta phải tiếp tục chịu đựng.